Tiếp theo thì xin mời các quý vị thưởng ngoạn một cây long giáng. Cây này sự tích của nó thì Hà Nội thì có con rồng bay lên trời và Hạ Long thì có con rồng bay xuống nước. Đây là các nghệ nhân và các nhà nho thời bấy giờ là tạo tác thành một cây long giáng. Cây long giáng này thì nó có rất nhiều lâu đời rồi, thì khoảng trên 100 năm thì cây mới hóa được. Một cây này nó cũng có nhiều cái dạng đặc biệt, ví dụ như là nó lên những quả lu ở đây rất nhiều, từng cái rễ một ra là nó cũng lu luôn, chứ nó không phải là cái rễ ấy. Vì cây cổ lâu năm rồi thì nó lại khác như cây đời mới bây giờ. Nên hiện nay người ta rất quan ngại về những cái bộ rễ của những cây Nam Biển, mà luôn luôn phải cắt chặt đục đi. Nhưng riêng cây Nam Biển này thì không quan ngại vấn đề rễ, mà trong bụng là có một cái cây tử. Cây tử là cũng là một con rồng, nên nó uốn lượn trong bụng một cái con rồng chính, đồng thời là nó làm cho khống chế là không có độ cao hơn cây chính. Và cái hai nữa là nó cái tán này nó đi ngang ra chứ nó không chọc thủng bụng con rồng. Điểm nhấn tiếp theo là cũng không có cây nào mà có hai con rồng phụ ở đây. Như cây này nó lẻ dưới gốc là nó có hai con rồng phụ độc đáo để phụ họa cho cây gốc này, để cho một cái đã một cây long thì phải rất nhiều con rồng phụ, và trên lưng này cũng ba con rồng phụ nữa, để làm cho cái cây nó ấm cây và nó nhìn cái cây nó rất cân đối và hài hòa. Nó có nhiều cái điểm nhấn, tức là ở đây thì nó nổi lên những cái u cục và cái độ chảy tự nhiên của một cây, nó đảm bảo nó thể hiện một cái cây đã già, rất già, và coi như là nó tự hóa, và cái đường chạy của nó vòng lên kia thể hiện con rồng là rất trường cây. Con long này rất trường và coi như nó có một cái sự huấn luyện để thể hiện cho vẻ đẹp của một cái cây. Và riêng cây tử này và những cái dàn này bao giờ nó phải cao rộng, và coi như là tầng dưới này bao giờ cũng phải dài hơn cái tầng trên, dần dần thu lại thành từng tầng lớp một. Tất cả các rễ này là nó nổi lên lu hết, nó chặn lại nên là làm cho cái rễ là nó mấy chục năm nay mà nó vẫn cứ thế này, không bao giờ chỉ sợ phá rễ cả. Thế là các cụ ngày xưa làm tự nhiên là nó lại có cái cây này thì nó lại rất chuẩn, mỗi năm chỉ nhích lên khoảng một ly thôi đấy. Mà nó có những cái cục lu này nó tạo cho một cái thây thân cây, rồi nó nhìn nó cổ thụ đấy. Cả những quả lu kia là lu rất tự nhiên, tất cả đều tự nhiên hết. Còn riêng cái rễ này chỉ cứ 3 tháng tôi lại cắt ở dưới này lần, để cho nó cái chất nó dẫn lên rất ít, chất nó lung nuôi dây thân này nó đưa lên thôi, để đảm bảo cho cái khoảng kia là nó không bị thoát lại. Cái đường chạy của cái thân này rất là kỳ lạ đấy. Tất cả những cây khác thì người ta cứ bó liền và hết, tròn trùng trục. Những cây này nó từ lúc tôi mua về nó vẫn cứ thế. Khi người ta làm cách nghệ thuật thì nghệ thuật thời bấy giờ thì ít người làm được như thế này. Mà nó có cái điểm nhấn này là điểm nhấn rất quan trọng. Điểm nhấn mà các cây khác không có, ví dụ nó đang chạy lên, nó gục xuống đây, con rồng nó lại giật xuống đây, xong nó lại vút lên. Đấy, cái điểm nhấn này mà là điểm nhấn rất quan trọng. Đấy, làm những cái cây nó có cái sự mềm dẻo, và thân của con rồng nó uyển chuyển, nó không bị cứng. Nếu mà không có cái đoạn này mà chỉ được chạy thẳng lên thì nhìn nó lại không mềm mại được, cái cây không có sự hấp dẫn. Mà cái cây này nó rất nhiều điểm nhấn. Tôi tuyển chọn hàng mấy nghìn cây long, tôi chỉ ưa thích cây long này. Nói về Nam Biển thì tôi đất Nam Biển, từ bé tôi đã ở với các cụ, và tôi nhờ các cụ nhà nho và các nghệ nhân, ví dụ như là cụ Hán Hòe chẳng hạn, ở dưới đất Nam Biển
tư vấn cho thế nào phải lưu giữ những cây cổ mà đúng bài bản của nền nghệ thuật cây cảnh Việt Nam. Khi tôi mua là năm 1980, lúc ấy tôi đi làm chuyên gia về là tôi, nếu nói về yêu cây thì từ năm 1965 tôi đã sang Trung Quốc học 3 năm và chuyên môn đi nghiên cứu về các giống thế cây. Sau đó về Việt Nam năm 80 thì mình có điều kiện kinh tế. Khi tôi đi làm chuyên gia về thì có một khoản kinh tế tương đối lớn. Thì coi lúc ấy tôi đầu tư vào chỉ mua cây trong từ năm 80 đến năm 83. Tất cả các cây cổ mà dáng thế dạng là coi sử sách văn hóa với lịch sử của làng cây. Thì bắt đầu tôi mới bắt đầu mua. Nhưng mà phải tư vấn của các nhà nho và các nghệ nhân. Chứ còn thực ra ngày xưa là cây đều làm theo dáng thế những con vật và theo chữ. Mà hiện nay tôi vẫn lưu giữ một cây gọi là cây tâm linh. Cây tâm linh làm bằng chữ nho, tôi vẫn đang để dưới Nam Định. Vì tôi ngày xưa sang Trung Quốc nên tôi cũng học hỏi nhiều về cách cây cổ bên ấy. Cách đây 58 năm. Chứ còn cách đây 30 năm thì Trung Quốc lại làm cây công nghiệp như mình. Mà nó lại thay dạy mình. Việt Nam hiện nay rất nhiều người từ những năm 93, 95 đã sang Trung Quốc học về vấn đề cách ghép tạo dáng các cây ghép. Ví dụ như là cây si, cây da rồi cây du. Đấy. Mà những cây du cổ của Trung Quốc thì lại rất đẹp. Đến thời bây giờ ấy, thì nếu mà nói cây cổ thì Việt Nam các cụ làm, nếu mà nói cây một nước thì vẫn xuất sắc hơn Trung Quốc. Ví dụ như cây long thăng, cây tứ linh rồi các loại cây long giáng mà các cụ làm một nước ngày xưa thì rất chuẩn chỉ, không thua kém gì Trung Quốc. Mà có những cây mình còn vượt Trung Quốc, ví dụ như cây long thăng này.